Ủa thầy ấy, thầy cho con hỏi là mình thành lập ở cái khu vực này được lâu chưa thầy? À, khu vực này mình thành lập năm 2018 rồi. Hôm nay được 3 năm, 3 năm. Gần 4 năm. Dạ. Yeah. Nhưng mà đây mình mới thành lập nên là trong cái thời điểm này là mình chỉ làm đường xá với mặt bằng. Dạ. Với phối cây trước, còn xây dựng thì mình đang chờ mọi cái phép tắc là mình bắt đầu mới làm. Dạ. Ờ, thì thầy ơi, thầy có thể là chia sẻ cho con một chút là về cái khu vực này, tại sao mà thầy lại quyết định mình xây dựng ở đây cũng như là mở một cái địa điểm này ạ? À, thật ra thì nó đều là cái duyên thôi. Dạ. Nhưng mà quan trọng là cái mảng tâm linh. À, thầy cái chùa chính mình ở trong xã Dân Điền, Trảng Bơm, Đồng Nai. Dạ. Nhưng mà năm 2017 thầy có cái duyên ra khu vực này. Thì dạ. Phải nói là một góc độ cái phần tâm linh. À, trước đây thì trước năm 75 là nơi này là nơi đóng quân. Và con biết khi mà giải phóng, muốn giải phóng thành phố Hồ Chí Minh á, phải qua cái ải này. Yeah. À, gọi là Long Khánh á. À, là cái hai bên giao ở đây rất là lớn. À, nơi giao tranh à, đúng rồi. Chiến. Đúng rồi. Một thời. Nên là thầy có cái duyên nghĩ là một đêm cách đây 4 năm nên thầy thấy có một cái hiện tượng hết sức là kỳ đặc. Nên họ cũng cho biết là họ cần có một cái nơi nương tựa. Vâng. Nên thầy quyết định. Đây là cái con đường thầy vừa làm xong nè. À, nó rất là to luôn, chứ lúc trước đi là nó có xíu. Trước lên đây là trơn trật lắm. Vâng. Đường khó. Rồi anh thấy em rất là am hiểu ở đây á. Chắc là em hay tới đây lắm hả? Dạ. Dạ không. Tính ra em mới lên đây có 2 lần thôi. Thế hả? Ở sao dạ. Chỗ nào em cũng biết vậy? Thì tại vì em đệ tử của sư phụ. À. Nên em biết. À, thấy chỗ này là thầy đang cho xây dựng này, trồng cây. Đang cho nó. Dạ. Chỗ này là cái thung lũng nè. Trước cái thung lũng nó sắp xuống vậy đó. Vâng, kè, mình là đổ kè, đổ kè lên đây. Làm đường đi này. Vâng. Mình trồng cái này để mình ban cái kia. Thầy đang chia lộc cho mọi người. Rồi sao đi xin lộc hả? Mấy bạn đi xin lộc hả? Thắng tài tử được lộc nha, thắng tài tử. Lấy cái nón đi xin luôn á. Cái này đường hậu của mình sau xe hơi của mình xuống. Nay mai mình sẽ có cổng ở đây chặn lại. Khu này là nửa khu vực của Chư Tăng. Sẽ ban xong rồi các cái đồi, cái nào mình để là mình để. Như cái đồi này nhỏ mình để lại nè. Nửa trên đó mặt bằng mình làm rồi, nửa mình làm cái tháp chuông ở đó. Đó nằm ở trên trong mấy cái tùng.
tùng lá hắn á. Tùy con, tùy đặt nó lớn nhỏ. Mới chuyển về trồng cũng 2 tuần. Nay nó đang nảy nảy mầm. Nửa nguyên một cái tăng đường ở đây. Hình chữ L. Nửa chỗ này là mình làm một chợt một lầu. Lầu là nguyên khu khu này, khu là lên đó. Còn các cái thất rải rác, các tuyên này rải rác khu vực mình. Khu này của Chư Tăng, còn khu của Phật tử khách là phía bên kia. Đây là có cái hồ á sư phụ. Cái hồ. Đó, cái dốc là cây bậc cấp xuống để mình thả đèn. Còn dưới này mình đi thiền hành xung quanh. Còn giữa này là nữa sư phụ ốp đá hanít kia để mình khắc. Cứ 5 mét là có một cái phiến đá dày 2 tấc để mình khắc kinh á. Dạ. Xung quanh đây là... à, mỗi bài kinh pháp cú xung quanh. Dạ. Tức là cái chỗ này là có một miếng đá lớn á. Nó giống vậy nè, đó, xuống đang cấp này. Qua tới đó bên đó giật lên cấp. Bên kia là giật lên một cấp. Đúng rồi. Rồi nó làm một cái tà ly giống như bên này. Để nó ôm cái khu vực này. Ôm tròn vô luôn. Ừ. Đăng. Treo lên cao dữ vậy. Ra ngoài này chẳng ba ngoài này nè. Thế. Ra đi. Con bỏ ngoài chẳng ba này được không? Nếu nó giòn quá thì con để trong cũng được. Còn không con bỏ ngoài đây. Ê, chưa. Rồi, đó bỏ xuống, nó dướng dây rồi. Được rồi, con bỏ xuống nè nó chỉnh nó lại. Đó, được rồi đó. Con bước xuống con mới ngó được. Nó đang ở ngoài thấp á, ngay chỗ cái giếng thấp lắm. Nhưng mà con cho nó tương đối cái mặt bằng trên chứ. Đang còn đất ở đây nè. Cho nó lên trên. Ok, đó con gắn cỡ nào. Nhưng mà con gắn phía sau để... Đúng rồi. Cây này là tự nhiên là thầy. Cái tự nhiên không? Cái tung. Khoảng bao nhiêu năm rồi thầy? Chắc cũng khoảng mấy chục năm á. Đây thầy, thầy để cái để cái tường vô. nó bị hồi trước nó bị bỏng á. Thầy mới cho đục ra. Cái cũng có người trùng duyên, cái người ta cúng cho mình cái bằng đá đó. Đá xanh á. Cái mình để vô. Cái gì? À, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Thầy ơi, thầy cho con hỏi là con từ nãy giờ con đi ở đây, con thấy các bức tượng mà thầy trưng ở đây này là đa phần là bằng cái đá, nó rất là đặc biệt đấy. Con thấy nó bong bóng rất là đẹp. Thầy có thể là chia sẻ cho con biết là cái đây là bằng đá sa thạch đó. Dạ. Tức là nó hai da nó từ các cái loại đá mà một trong những cái đá granite cứng. Vâng. Nó gọi là sa thạch hai da. Tức là cái thầy muốn nó cách biệt nên là bằng đá nên không thể so sơn được. Vâng. Nên thầy cho tách cái phần da
mặt này kia là đánh bóng là nó ra một cái nước đậm hơn. Vâng. Còn cái nguyên thủy của nó là để cho nó cách ra nên gọi là đá hai da. Toàn bộ Phật ở đây là thầy sử dụng bằng đá này hết à thầy? Đúng rồi. Thì cái này đẹp đó thầy ha, sẽ bền vững theo thời gian hơn đúng không? Đúng rồi, nó sẽ cổ kính càng thời gian về sau. Nó khác với cái đá ở ngoài non nước, đá trắng á. Thời gian mới đầu thì nó đẹp, nhưng mà thời gian nó bị ố, nó ngấm vô. Nên mình muốn xử lý nó cũng cả vấn đề mình phải mài. Còn cái đá sa thạch này thì không cần. Không cần cái đá, để lâu thì giả dụ như nó hơi bị ấy chút thì mình lại rửa là nó sạch đúng không thầy? Rửa là sạch. Rồi thầy ơi, con thấy thầy là bây giờ trưa nắng mà thầy vẫn đi để chỉ đạo làm ở đây. Là cái chỗ này cụ thể là mai mốt mình sẽ làm cái gì hả thầy? Khu này là mình thành lập tu viện Viên Giác. Cái khu vực này là khu vực nửa sau là nội viện. Chỗ dành cho chư tăng chuyên tu thôi. Còn khu vực Phật tử này kia là khu vực phía bên tay phải của mình. Trên ngó xuống là phía tay phải, còn dưới ngó lên là bên tay trái. Còn khu vực bên này là khu nội viện, khu vực bên đó là khu ngoại viện. Rồi ở giữa là thầy làm một cái hồ luôn, nhìn đẹp quá. Giữa là cái hồ để mình núi mà, nên là mình dự trữ nước trong mùa mưa. Và cũng đồng thời để chỗ mình làm cho nó mát phong thủy. Linh lưu cái hơi nước. Thứ hai nữa là cái quan trọng là đến lễ lộc là mình có những cái lễ hội hoa đăng á. Cầu nguyện thì mình sẽ thả nến xuống hồ. Và cái quan trọng hơn nữa đó là cái mùa nắng thì mình có thể chủ động về nước. Là mình có cái nơi đi trữ trữ nước mưa. Và đến mùa nắng thì mình lại dùng cái nước đó để mình tưới. Ủa thầy, ở đây cái khuôn viên ở bên của mình có rộng không thầy? Khuôn viên mình ở đây là hiện tại thì khoảng trên dưới 6 hectare. Rộng quá thầy ha. Là những cái chỗ nào mà không trồng chuối là của mình hết hả thầy? Hay là không, chỗ chuối luôn ạ. Cả chuối luôn? Chỗ chuối luôn, cả khu vực đồi xung quanh đây, phía bên đây hết. Không gian này đẹp lắm mọi người ơi, cho mọi người xem này. Thầy đang cho xây dựng đây. Chắc là cũng phải một thời gian nữa mới hoàn thành được. Nó có bông rồi nè chú Tư. Đó, cái cây bông vàng nó có bông rồi đó. Nó đang ra bông á, đăng. Rất là lâu năm rồi. Ủa, gắn đây hai cây luôn hả? Treo cái chuông gió. Toàn bộ khu vực này rồi, cây này con phải thiết kế và lên ý tưởng. Đúng rồi, nó dời qua đây thôi ha. Nếu cô chú vậy lấy cái ống ra mà, chúng ta thuộc khu vực Đồng Nai, Trảng Bom Đồng Nai, mọi người có thể ghé cái địa điểm này. Khoảng một vài tháng nữa thôi thì thầy sao nó không có kêu cho xây dựng xong, khi đó mọi người có thể ghé cũng như là tham quan ở đây. Không gian ở đây thì rất là trong lành, khẳng định của mọi người là rất là trong lành. Cái đường này là nửa sau cái khu vực của khách đó con. Mình lên đồi núi nên mình làm theo cái thế tà ly, không thấy giật. Quá trời rộng luôn mọi người. Trong kia là vườn lan. Tại không có thời gian chứ không là con đi vào một vòng hết vòng đầu thầy rồi. Còn trồng lan ở trong đó là trồng lan. Khoảng một vài tháng nữa em sẽ quay lại rồi chia sẻ rõ hơn cho mọi người. Con xuống này con ngó một cái đi. Con xuống này con ngó này một cái. Con nhổ đi ông Tư, ông khiêng cho. Đi. Thế này thầy dự tính xây dựng khoảng trong vòng bao lâu thì sẽ xong hả thầy? Dự kiến của thầy thì khoảng 3 đến 5 năm con. 3 đến 5 năm rồi. Nhưng mà quan trọng là cái cái duyên. Vâng. Nếu cái duyên mình đủ duyên được các cái Phật tử Mạnh Thường Quân hỗ trợ duyên nhanh thì mình làm nhanh. Dạ.
giờ tình hình mình cũng không đoán được, dự kiến thì dự kiến nè. Dạ. Đó thì thưa mọi người, ngày hôm nay em có đi tham quan cái địa điểm này của thầy thì thấy nó đẹp quá. Không gian ở đây nó tuyệt vời, có nên em quay lại để chia sẻ cho mọi người. Đó. Con đường này là mình tự đổ luôn hả thầy? Đúng rồi. Vâng. Đấy, cho đổ đường bê tông thì nó sạch sẽ. Hồi xưa nó là đường mòn, dân ta làm rẫy thôi. Nó giống như vậy. Dạ. Rồi khi chùa mình lên mình làm thì dân người ta hiến nó rộng ra. Vâng. Rồi mình đầu tư, mình làm. Dạ. Mình vận động Phật tử các nơi họ đóng góp là mình làm. Vâng. Vậy hai bên đường này, hai bên chuối này là có phải của mình không thầy hay là của dân? Của dân. Bắt đầu đến cái khu vực đó đổ lên trên là của mình. Vâng, vâng. Mình bị còn cái đoạn này nữa mình mới nói được cái dưới. Dạ. Nhưng mà tùy duyên. Vâng. Đấy, thầy cho đổ cái đường này là đi lại sạch sẽ, không bị trơn trượt. Đường này là sẽ hơi đi lên được luôn. Người ta dân đây ta không ngờ là ta ở đây bao nhiêu đời ta không nghĩ là có cái đường lên núi như vậy. Vâng. Trước là đi rẫy á, người ta đi mấy cái xe ấy á, xe cải tiến. Vâng. Đi chở nông sản thì gồ ghề lắm. Dạ. Chắc hẳn là bà con khi mà vào cái đường này rất là vui. Mừng. Vâng. Vậy mai mốt ở đây sẽ là cái nơi tu tập chính của thầy luôn hả thầy? Đúng rồi. Dạ. Sau dự kiến thầy làm tu viện này thì các cái lễ lọc chùa chính ở dưới văn điện Viên Giác Thiền Tự thì lễ thầy mới về đó. Dạ. Còn sau này thầy ở trên này là chính. Vâng. Vì nó thầy thích nơi yên tĩnh. Vâng. Tại vì tính ra cái điểm này cũng khá có duyên với thầy ấy nhỉ. Yeah. Cũng là một cái kỷ niệm gì đó ngày xưa đấy thầy. Như lúc đầu thầy chia sẻ là ngày xưa nó là cái gì đó bên chiến tranh đấy thầy. Đúng rồi. Vâng. Nó nói chung là cái duyên. Dạ. Yeah. Khi mình làm Phật sự hay bất kỳ thế sự nào ngoài đời hay trong đạo cũng vậy, nó phải có cái duyên. Vâng. Nó hội đủ thì mình mới có thể thành tựu được. Dạ. Yeah. Thì cái duyên mình làm ở đây cũng vậy. Vâng. Mới đầu là mình có 4 sào đất được Phật tử họ cúng mình 10 năm trước là như mà ngoài mặt tiền á. Dạ. Thì nhưng mà thầy không thích, chùa nhất là Phật giáo mình không thích những nơi ồn ào. Vâng. Mà có 4 sào thì mình cũng không có làm gì được. Nó nhỏ quá. Dạ. Nên thầy trao đổi với cái người thí chủ cúng đó là cứ để đó. Rồi coi cái duyên mở rộng được thì mình sẽ làm mới làm. Dạ. Ít nhất phải trên 1 mẫu. Nhưng mà cái miếng đất đó trải qua 10 năm thì cái giá thành nó vượt trội, xung quanh đất đó nó lên quá, mình không có thể mở rộng được. Vâng. Nên thầy mới, mà thầy không có nhu cầu mặt đường. Dạ. Nên cái duyên là mình đổi cái miếng đất 4 sào mình lấy 2 mẫu trên này. Vâng. Đúng là mới đầu cái khởi điểm 2 mẫu là chỗ chùa dưới này mình đang sinh hoạt á. Dạ. Là từ đó mình mới phát triển thêm ở trên này. Vâng. Ừ. Cái duyên, nhưng mà khi quyết định nè, cất ở đây thì Phật Pháp gia hộ, nhưng mà có cái duyên là thầy ngủ lại cái đêm thì các vị cho mình biết. À, từ đó những cái thần duyên nó đến. Nên mình quyết định cất cái tu viện này. Dạ. Ở hiện tại ở đây thì có nhiều người tu tập không thầy? Hiện tại là ở đây này thầy? Chưa nhiều. Chưa. Vì mình đang trong quá trình hình thành thôi. Dạ. Còn một tuần, cách một tuần thì mình có sinh hoạt Phật tử địa phương. Vâng. Chư Tăng, thầy với quý Chư Tăng lên hướng dẫn. Dạ. Thì cứ chủ nhật cách một tuần, như là chủ nhật từng ngày là sinh hoạt. Dạ. Và buổi chiều từ 2 đến 5, 6 giờ chiều thì khoảng 5-30 người họ tu tập. Vâng. À. Đây là về tới cái chỗ mà... Khu tu viện. À, khu tu viện chính đấy thầy. Dạ, hiện không, tại bây cái giờ này là hiện tại là chính. Vâng. Mà sau này là phụ. Dạ. Cái trên kia mới là chính. Thầy mới dẫn đi thăm một vòng. Đây là những anh chị mà
Phật tử cũng như là đệ tử của thầy đây. Ừ. Chọc ghé quá, chọc ghé quá. Mà mưa bữa nay được trải nghiệm trời nắng. À. Hai cái cảm xúc khác nhau. Rất là vui khi mà hôm nay Thắng có dịp và cũng có duyên để thăm cái tu viện của thầy. Đó, thì cũng được thầy chia sẻ như vậy. Tại vì Thắng cũng chỉ muốn đi để đi chơi, đi tham quan thôi. Nhưng mà thấy cái cảnh nó đẹp quá. Cho nên là mình đã quyết định là ghi hình cũng như là chia sẻ tới cho quý vị. À, quá trời trái cây luôn. Hái từ từ thôi, hư cây. Đu đủ đâu anh ơi, có đu đủ không? Đu đây, đu đủ đâu, bên kia nữa. Cây đó chứ cây bên trong. Ê nha. Làm sao mà có cái túi mà. Hái nó to rồi. Ngon quá à, tóc ngon quá à. Ngon quá đã vậy. Có trời lan luôn á. Em hôm nay ăn có chua không em? Thì to. Hả? Em chưa có ăn thử. Đây này, đây mấy nhiều nè anh. Wow. Wow. Hôm nay với cái đường bông này cũng đẹp lắm nha. Dạ. Nó thiên nhiên. Vâng. Trời ơi, đây thầy trồng hai bên đường này. Bông nở quá đẹp luôn. Ôi, có cái bức tượng Quan Âm to quá thầy ơi, lớn ghê ta. Quan Âm từ tại nè. Dạ. Cái này mà ảnh kêu to vậy xuống dưới thấy Quan Âm bốn mặt á. Trên này mới thành lập vậy là to rồi. Dạ. Còn dưới kia là hai mấy năm rồi. Có một bức tượng Quan Âm, mẹ Quan Âm này. Hái đi. Muối nó ngon lắm luôn. Giờ con về đây là con nói được này về. Hái cái tử. Ăn trái. Rồi mang cái này về làm gì vậy? Về để đơn mình thổ thần, sau đó thì hầm. Ừ. Okay. Còn hầm với cái gì thầy chưa biết. Ở đây không có nói. Hầm với đậu hũ. Hầm với đậu hũ. Đây này con. Đây này, đây vườn lan đây. Thầy bên kia có một vườn, đây có vườn nữa. Đấy. Lan này là lan hồ điệp phải không thầy? Hồ điệp. Wow. Thầy là có thú vui là chơi lan. Đó. Thầy trồng rất là nhiều lan. Cái lan này người ta trưng Tết hoặc là người ta có tiệc tùng, cái ta trưng xong cái người ta cho mình. Dạ. Ta trưng xong nó tàn, người ta cho mình cái mình về mình dưỡng. Rồi nó lại ra bông. À. Mà nên mấy vị mà Tết có ai biếu lan á, chưng xong Tết qua Tết rồi đưa đây. Dạ. Mà sư phụ rất là hay nha, em thấy rồi nhiều người chưng cho lại xong mà trồng lại không có hoa luôn. Đúng rồi, trồng lại là không có hoa đâu. Đúng rồi, không có hoa luôn á. Mà thôi, em thấy sư phụ trồng cái gì nó cũng lên hoa tươi tốt đẹp lắm. Vào tay của thầy chăm cái là hoa ra quá trời luôn. Tí nữa mình về dưới chùa chính á là nguyên cái tay chắp cái khu luôn. Ở trên này mình có một khu lan lớn lắm, lớn hơn cái chùa chính mình dưới. Nhưng mà nãy con không có vô thôi. Cái nãy chỉ con á. Dạ, dạ. Cái đường vô mình không có thời gian, nó đi xuống cái dạ. Cái đồi nữa. Vườn lan đó khoảng 1000 mét vuông á. Ở đây là người ta đang tưới chuối này, tưới bằng bếp. Con me đó. Nó góc bên này nó có nè. Đó, kìa. Đó. Dạ, dạ. Tranh thủ, tranh thủ. Thấy không? Dạ, thấy. Ôi, thấy không?
Đó, thầy mấy cái lưng đó nè. Cái luôn cho này. Ấy. Nè. Nè. Con sợ á, con sợ nó nhỏ. Không, nó vậy nó mới ngon. Đây nè. Đó. Đây nè, hái thì hái hết đi, chừa lại mang tiếng. Đó. Thầy ra thầy hái cóc cho mấy anh em nè. Đây nè. Rồi, ướt hết thầy rồi. Nước vào ướt hết thầy rồi. Rồi, đi. Sư phụ ra trước. Sư phụ hái. Dạ. Rồi đi. Xin chào tất cả quý vị, hiện tại Thắng đang ở Viên Giác Thiền Tự và thuộc địa phận của Tràng Bom Đồng Nai. Thì ngày hôm nay Thắng có đi lễ chùa, thì khi mà tới đây thì thấy cái cảnh ở đây nó tuyệt vời quá. Rất là đẹp mọi người, cây cối nhiều, không gian thì yên tĩnh, mát mẻ. Cho nên là em đã quyết định là ghi lại cái hình ảnh này để gửi tới cho quý vị. Đây là một ngôi chùa mà chắc chắn mọi người tới đây mọi người sẽ thích. Đó. Thắng xin mời tất cả quý vị đi vô bên trong với em nhé. Để xem là cái quang cảnh ở bên trong như thế nào. Dạ. Em tên là Trà My đúng không? Dạ đúng rồi. Thì anh cũng có ông anh trai ấy cũng có giới thiệu cho anh là em là đệ tử của thầy. Dạ. Thì hôm nay thì anh cũng rất là vui khi mà gặp em ở đây ấy. Thì có thì em giới thiệu cho anh sơ qua cái ngôi chùa đấy nhá, để có thể là cho mọi người hiểu rõ hơn ấy. Dạ. Rồi thì bây giờ mình đi nhá. Dạ rồi, ok. Ý chúng ta vừa vô bên kia là chỉ là cái cổng sau thôi, còn cái cổng chính của chùa Viên Giác Thiền Tự là ở đằng trước. Tí nữa chúng ta sẽ đi ngược lên trên thì sẽ nhìn vô là sẽ thấy Phật Di Lặc trước, rồi sẽ đến thấy Phật tượng Quan Âm bốn mặt. Còn bây giờ đây chính là cái hướng mình đang đi vô, là chính là cái cổng. Mình sẽ đi vô thì sẽ nhìn thấy chánh điện đây. Nếu mà nhìn qua hướng bên này sẽ thấy chánh điện ở đây nè. Đây là chánh điện chính hả em? Dạ đúng rồi, Phật Di Lặc đó. Xong rồi mình sẽ đi lên trên là chánh điện. Ở đây á, là mọi người sẽ thấy những cái câu từ và những cái câu văn trên này nó rất là ý nghĩa luôn. Nếu mà thật sự chúng ta mà đến đây và tìm hiểu hay như thế nào đó thì mọi người đọc á, mọi người sẽ có một cái cảm nhận nó rất là hay. Bên đây nè, Bồ Đề Đạo Tràng. Xuống dưới này là sẽ cái hồ. Thì bình thường ở đây á, thì sẽ lễ á, sẽ có thả đèn hoa đăng á, thì thường sẽ thả ở đây. Còn lễ mà sân khấu chính á, thì sẽ nằm bên này nè. Bên này là cái khuôn viên sân khấu. Thường là dịp lễ, ví dụ như lễ Vía Quan Âm hay là rằm tháng 4, rằm tháng 7, lễ sẽ diễn ra ở đây, sân khấu ở đằng trước kia, bên kia. Đây, lúc nãy em nói là chỗ này là cái sân khấu mà cái chỗ mà sư phụ hay làm lễ tại đây và Phật tử sẽ ngồi đây, thì sẽ có những cái chương trình trong lễ sẽ diễn ra ở đây. Bên kia là trồng ghế rồi đó. Bây giờ hiện tại dịch vẫn còn nên thành ra là tất cả các cái lễ trong năm thì nó chưa diễn ra. Sân khấu chính á, tất cả mọi chương trình công trình ở đây đều là một tay sư phụ hết. Nên phần đó nếu mà có thể anh có thể hỏi sư phụ á. Hay mình đi lên chánh điện nữa. May là có em hôm nay vô đây hướng dẫn, anh cũng không biết đâu ở đâu á. Tại vì vô cổng mà thấy ngộp rồi. Rộng quá. Yeah. Mọi người đi, nếu mà mọi người đi về chùa Viên Giác Thiền Tự, mọi người sẽ thấy là xung quanh là mọi thứ tất cả từ A tới Z
đều là tay sư phụ hết. Và có những cái tượng Phật em thấy đặc biệt, không biết mọi người có để ý không, nhưng mà những cái tượng Phật ở đây, mỗi cái tượng em cảm nhận được là một cái sự gọi là gì ta, có nghĩa là một cái gì đó nó có một cái ý nghĩa gì đó, đúng không? Dạ đúng rồi, một cái ý nghĩa gì đó nó rất là hay luôn. Em về chứ em đi vậy chứ em rất là ngắm rất là kỹ. Mặc dù là đi rất là nhiều lần và đi biết bao nhiêu năm rồi. Chẳng đi năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ em 25. Nhưng mà cho anh hỏi một chút, riêng tư một chút nha. Em cũng còn khá là trẻ, nhưng mà chắc hẳn là em cũng rất là thích đi chùa đúng không? Dạ. Thì có thể là chia sẻ cho anh một chút là tại sao mà mình lại thích những cái không gian như thế này, những cái môi trường như thế này? Dạ, tại vì thật sự là do một phần là gia đình em á, cũng bên đạo Phật. Em đi chùa từ nhỏ, nên thành ra là em khi mà lớn lên á, em cảm thấy rất thích đi chùa luôn. Một phần như vậy, với lại là sau khi mà em tìm hiểu, em cảm thấy là khi mà mình đi chùa, mình cảm thấy cái lòng mình nó nhẹ nhõm. Rồi nói chung là đến một nơi như vậy á, mình cảm thấy là mình không có bị vướng bận điều gì hết, và cảm thấy nó cái lòng nó an nhiên á. Cho nên là em rất là thích đi chùa luôn. Đây là Giác Linh Đường. Giác Linh Đường là trong này là có nơi... Trong này là như nào, em có thể chia sẻ rõ hơn được không? Dạ. Là thường thường là sẽ cúng gì ở đây? Dạ, Giác Linh Đường thì trong này là cái mẹ của sư phụ á, mất là nơi thờ tự ở trong này. Chỗ nào cũng rộng hết. Dạ đúng rồi. Thầy thiết kế đẹp quá. Bên tay phải em nè. Đây là tượng Quan Âm với lá Bồ Đề. Mẹ Quan Âm. Dạ đúng rồi. Ngày trước chưa có tượng Quan Âm bốn mặt trên kia, mà chưa có dựng tượng lên á, chưa có làm trên đó. Thì lễ vía Quan Âm hàng tháng thì sẽ tổ chức ở đây, đốt đèn cày ở đây, ngay tại khu vực này luôn. Mọi người có thể là xem trên trang Facebook của thầy là sẽ thấy những cái hình ảnh mà đốt đèn cày á, rất là nhiều, thì sẽ ở ngay khu vực này. Nhưng mà sau này thì tượng dựng lên thì sẽ làm ở trên kia. Nếu mà để đi là giới thiệu hết chắc mất khoảng nửa ngày. Dạ. Nếu mà chi tiết luôn thì em nghĩ là chắc cũng cỡ đó. Nay mình đi cái lối lại lúc nãy nó cũng rất là nhiều tượng luôn. Ủa, sao phụ bật đèn lên này kìa. Lên đèn. Nhưng mà chắc tối đẹp lắm nhỉ. Tối lên đèn là đẹp. Dạ. Nếu mà có dịp á, mọi người có thể sau này hết dịch, mọi người đến cái lễ vía mà vía Quan Âm hàng tháng. Nếu mà lễ lớn ở chùa thì thường thường là sẽ lễ nhằm vào tháng 2, tháng 6, tháng 9. Lễ diễn ra vào từ 18 giờ ngày 18 cho đến sáng, rạng sáng hôm sau ngày 19. Đây là mình chỉ đi cái con đường chính thôi. Chứ còn bên này một con đường, bên này một con đường nữa, mà mình mà đi bao quát hết, đi mấy vòng á thì mới biết được xung quanh nó có bao nhiêu tượng và nó có những cái gì luôn, những công trình nó như thế nào luôn. Cái ngôi chùa này lớn thật. Em sẽ dẫn anh đi bên này đi, xong rồi mình sẽ quay vô. Bên này thì đây là có tượng. Đây vẫn đang còn làm, chưa có hoàn thành.
Thì ở đây tất cả những cái công trình này thì khi mà sư phụ có tài chính tới đâu thì sư phụ sẽ làm cái nó. Em cảm thấy nói chung là cái này không phải sư phụ nói, nhưng mà thật sự em cảm nhận được là sư phụ muốn, em cảm nhận được là sư phụ rất thì không, và đặt cái tâm của mình muốn làm ra một cái nơi mà để cho Phật tử đến tu tập và để cảm nhận ấy. Em cảm thấy nói chung là không có từ nào mà diễn tả hết được luôn á. Nhìn sơ qua thì chắc em nghĩ là đây là hình dung, đây sẽ là một cái hồ này, hồ sen. Hồ sen, hồ cá. Ở đây mà thật sự sẽ để ý, em nghĩ là cái cổng này là sẽ phải chắc để sư phụ nói về ý nghĩa của cái cổng cho em cũng không có hiểu hết đâu. Dạ, mỗi cái cổng nó sẽ có một tên. Và em hình như nói chung là cái cổng là em nghĩ là cái ý nghĩa là sẽ hỏi sư phụ sẽ nói. Thật ra thì em tuy là đệ tử nhưng mà những cái gì mà em cảm thấy là ok, em cảm thấy là mình hiểu á. Thì đa phần là em biết nhưng mà em cảm nhận là nhiều thôi. Nhiều cái mình mới không thể nào biết được. Dạ đúng rồi. Làm sao mà biết hết được, sư phụ cực kỳ. Mình đi ra cổng chính vô ha. Đây, đi đường này sẽ ra là gặp tượng Di Lặc. Chắc em tuần nào cũng ghé đây hả? Dạ không, tuần nào thì chắc không đâu. Rồi tại vì em ở Sài Gòn thì công việc của em nữa, nên thành ra là đa phần là ví dụ như về á, thì khi ngày nào mà em rảnh nguyên cả ngày á, thì em sẽ về. À, đây là cái cổng chính này. Dạ đúng rồi, cổng chính là cổng này nè. Thật ra là xung quanh mà cái lối đi mà mọi người đang xem á, là xung quanh là tượng không á. Tất cả các bờ rào nè, tượng rất nhiều. Đấy, thưa quý vị, thì ở đây có một cái điều rất là đặc biệt này. Cái cổng chính khi mà bước vào mọi người sẽ nhìn thấy một cái bức tượng Mẹ Quan Âm có bốn mặt. Đó. Thì mọi người đứng ở hướng nào thì cũng sẽ nhìn được mặt của mẹ. Đó, nhìn toàn cảnh luôn. Ngôi chùa này thì nó thuộc Tràng Bom ở Đồng Nai. Cho nên là cái khuôn viên cũng khá là rộng. Cây cối thầy trồng rất là nhiều. Đẹp không? Đẹp ghê. Đây, em đứng vô đây cho mọi người thấy là cái tượng nó to cỡ nào hả? Em chỉ có nhiêu đây thôi. Nhưng mà tượng cao, cái này phải cao mấy chục mét á. Đó. Bây giờ mọi người đứng phía bên này thì cũng nhìn được Mẹ Quan Âm này. Đó. Ở đây anh có thể thấy là đây là 12 nguyện hạnh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì em chia sẻ với anh chút xíu là 12 nguyện vọng của Mẹ Quan Âm á, là cũng chính là 12 nguyện vọng của sư phụ á. Sư phụ có 12 cái nguyện vọng là tương ứng với giống như là sư phụ muốn làm lên 12 cái ngôi chùa ở đâu cũng được, dù to hay nhỏ. Sư phụ có nguyện vọng là xây dựng lên được 12 ngôi chùa, và hiện tại là tới thời điểm hiện tại là sư phụ đã có chi nhánh thứ 9 rồi, là đã có 9 cái viên giác rồi. 9 cái rồi, vậy là 3 cái nữa thầy sẽ hoàn thành cái ước mơ của mình. Dạ, 3 cái điều ước của mình. Dù to hay nhỏ gì cũng được, sư phụ chị em nghe như sư phụ nói vậy á. Mọi người thấy thầy để rất là nhiều tượng Phật mình. Mấy chục tượng Phật luôn. Như nãy đệ tử của thầy có chia sẻ là thầy mong ước là sẽ lập 12 ngôi chùa, và hiện tại là đã có 9 cái rồi.